Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu một nữ bệnh nhân 36 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốc nặng, giảm oxy máu, nhiễm toan, chuyển hóa nặng, lơ mơ, rối loạn ý thức do bị ngộ độc thuốc gây tê ở thẩm mỹ viện. Qua khai thác bệnh sử, trước khi được đưa tới cấp cứu tại trung tâm chống độc, người phụ nữ này đã tới một cơ sở spa để tẩy mụn trứng cá ở lưng. Tại đây, nữ bệnh nhân được nhân viên bôi thuốc tê nửa lưng rồi ủ tê bằng màng bọc thực phẩm. Sau đó, nhân viên dùng bàn lăn kim dài 2cm kết hợp với đông y để trị mụn. Khoảng 30 phút sau, nữ khách hàng này bị nổi đỏ, ngứa toàn thân, kèm triệu chứng khó thở, rối loạn ý thức nên đã được cơ sở thẩm mỹ đưa đi cấp cứu tới trung tâm chống độc. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc cho biết, sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ kết hợp bị ngộ độc lidocaine, thuốc gây tê tại chỗ hấp thu qua da diện rộng, nên đã được các bác sĩ xử lý cấp cứu bằng các biện pháp điều trị sốc phản vệ kết hợp lọc máu liên tục. Loại thuốc tê mà thẩm mỹ viện dùng cho bệnh nhân là dạng kem bôi chứa lidocaine với hàm lượng trên 15%, rất cao so với loại thuốc tê dùng để tiêm thường, chỉ ở nồng độ 2%. Hơn nữa, loại kem gây tê này còn chứa chất methylparaben, cũng có thể gây dị ứng. Trường hợp của nữ bệnh nhân này là điển hình của ngộ độc thuốc tê lidocaine quá liều.